Tại Đà Nẵng, tính đến chiều nay ngày 29 tháng 6, sau khi dự thi xong môn thi ngoại ngữ, hơn 13.000 thí sinh trên địa bàn đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Công tác coi thi tại Đà Nẵng diễn ra an toàn và nghiêm túc. Có 2 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế vào buổi thi môn ngữ văn. Một thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe vào buổi thi môn toán, kịp thời được đưa đi cấp cứu. Đặc biệt, có 3 thí sinh bị tai nạn trên đường đến điểm thi, được điều trị, hỗ trợ đưa đến điểm thi và tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ ở phòng thi dự phòng. Có camera và máy ghi âm ghi lại quá trình và có cán bộ coi thi hỗ trợ ghi bài. Công tác chấm thi sẽ được triển khai khẩn trương, chuẩn bị các điều kiện để công bố kết quả và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều nay ngày 29 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Tại cuộc họp báo sau kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các vấn đề liên quan đến công tác coi thi, đề thi được đặc biệt quan tâm, nhất là sau sự cố lọt đề thi, cũng như những đánh giá đề thi ngữ văn năm nay không có yếu tố mới, hạn chế sự sáng tạo của học sinh. Theo đánh giá sơ bộ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước. Công tác chuẩn bị tổ chức thi được thực hiện chủ động, khẩn trương, kỹ lưỡng, chú đáo và toàn diện. Tuy nhiên, cả nước có tới 41 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó nghiêm trọng nhất là 2 thí sinh tại Cao Bằng và Yên Bái đã sử dụng điện thoại di động, chụp ảnh đề thi và gửi ra ngoài. Chúng tôi sẽ căn cứ vào cái kết quả xác minh, đánh giá về cái tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra, cũng có xem xét cái tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đặc biệt là căn cứ vào cái hành vi. Nếu hành vi đó đến mức phải xử lý hình sự thì xử lý hình sự, còn nếu không thì chúng ta sẽ xử lý hành chính. Trước khi xử lý thì cũng phải tính toán đến cái nhân văn trong cái việc này. Liên quan đến đề thi ngữ văn năm nay, nhiều ý kiến đánh giá đề thi không mới trong cách ra đề và chọn ngữ liệu. Việc thiếu đột phá lối mòn được minh chứng qua nội dung đoạn ngữ liệu trong phần làm văn, đề thi thử tốt nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An gần giống với đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là cùng trích từ truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân và nội dung câu hỏi thì có phần tương đồng giống nhau. Chúng tôi cũng theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả các nguồn thông tin khác phản ánh về đề thi. Đấy là những ý kiến và quan điểm của từng cá nhân, còn chúng tôi có hội đồng. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo và Ban Chỉ đạo hết sức lưu ý, ghi nhận và tiếp thu để phục vụ cho công tác chuyên môn. Và qua đấy, chúng ta càng thấy cái việc mà đổi mới chương trình giáo dục phổ thông càng cấp bách hơn bao giờ hết. Kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường đánh giá kỳ thi tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế. Thứ trưởng khẳng định Bộ cũng đã, đang và sẽ tiếp tục lắng nghe để hoàn thiện hơn. Và bắt đầu từ ngày mai, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chuẩn bị cho công tác chấm thi.